Xin chào bạn. Bạn thấy sau lưng của Di là nhân vật nào quen không? Đây, nó cái thằng ốm nhách đó, thằng xào chẻ đó, thấm xào chẻ, nó là một trong hai thằng công ty mình nha. Còn thằng nữa, nhưng mà đó, thằng này không phải là cái nhân vật chính mà Di muốn nói ngày hôm nay, mà xích bên kia tí xíu có một bác thợ điện, không biết thợ gì nữa, đang sửa chữa cái hồ cá cho Di Nguyễn. Một cái sự kiện nó cũng rất là lớn nha các bạn. Vậy thì hồ cá của Di Nguyễn là gì mà cần phải sửa chữa? Bây giờ mời các bạn đi theo một hồ cá gắn liền với tên tuổi của BBT Building 3 năm ròng rã, hồ cá coi nha các bạn. Xin giới thiệu cho các bạn, đây là có hồ cá coi nằm trong phạm vi của BBT Building. Xin nói cho các bạn nghe là cái hồ này Di Nguyễn làm đây 3 năm rồi. Xây tiền cái hồ không trăm triệu, cá không mấy chục, nó quên rồi. Đó, Di Nguyễn thích nuôi thú cưng, không phải là thích gì, nhưng mà trong một cái phòng gym á, nó có những cái không gian thác nước gì là nhìn cho nó thơ mộng vậy thôi à. Là đại loại là ý đồ đó như vậy đó. Còn bây giờ nuôi cá gì không biết, cá gì nuôi, tính đầu tiên tính nuôi lia thia với bảy màu rồi các bạn. Xong rồi mấy em nó nói là lia thia với bảy màu tốn bánh mì lắm. Đó nên mấy em bán cá coi, mấy em nói giờ bán cho mấy em cá coi nó đẹp lắm, nuôi móng nó bự, nhậu chiên xù đồ. Rồi xong rồi khỏi cho nó ăn đồ, nó cũng bự nữa. Bà nhìn cho tôi nuôi 3 năm rồi nhà nó bự không? Đúng không? Bởi vậy nguyên tắc là đừng bao giờ nghe lời mấy ấy nha. Đó, nuôi 3 năm rồi, đâu có thể đâu ở đây con. Nó nói vậy nè bạn, bây giờ cá coi á, mình thả cái tay xuống nó bay ra, nó chúm mấy cưng lắm bạn. Mấy tôi thả xuống không còn nào ra trơn trời luôn. Được không? Nó trốn trong đó hết rồi. Bởi vậy nhiều khi á, anh em cũng tới đây tập gym, anh em nói là anh em chơi cá, nhà anh em chơi cá, anh em nói là thôi giờ sao mua mấy cá mà không có đầu tư đầu tiết gì trơn vậy, cái bỏ nó vậy không có dạy nó nhảy lên giống mấy cá heo rồi đó. Wow. Nhảy lên chui qua vòng này, nói ABC rồi làm xiếc rồi cho khách nó coi. Cái nó mà tôi còn biết nó là cá gì nữa, thì nó bán tôi cá, nó nói cá coi, tôi biết cá coi thôi chứ biết coi gì. Con 7 triệu. Con 7 triệu bạn. Con 7 triệu mà hả, tôi thiệt với bạn á, giờ nó chết ngắt không biết nhiêu lần rồi đó. 3 năm rồi. Con lần á không biết nó bị gì nó chết, lớp. Xong rồi cái người ta tới, người ta đổi nó bảo hành. Bảo hành 1 đổi 1, hiểu không? Bảo hành 1 đổi 1. Nhưng mà xong rồi cái thằng bán cá nó nói á, thôi anh ơi, em làm ăn nhỏ, em môi giới em bán lại thôi, anh chết 20 con em đền anh 10 con nha. Wow. Thấy nó thôi tội nghiệp quá, khổ quá, thôi cũng được 10 con, bây giờ nó bỏ đây tôi đếm chắc còn 3 con. Anh hỏi thiệt mấy em nha, mấy em đi làm mấy em thấy còn nhiêu con? Anh cũng để ý luôn đó bạn, nhưng mà ngày hôm nay có một cái tin động trời, đó là anh ơi, cá anh sắp chết hết rồi. Cái đó mày tự nhiên cái không lẽ tôi hết thời đâu mà cá không chết hả ta? Thì hỏi sao cá chết không biết nữa, tự nhiên giờ bỏ đồ ăn vô nó không ăn nữa. Đó, bảo vệ nó nhắn là bỏ đồ ăn vô nó không ăn nữa, cái kêu người ta tới thay oxy cho nó thở. Thì đó là cái lý do của một ông thợ cũng đang ngồi sửa oxy rồi đó bạn. Đó, vàng cá coi. Hồi đó làm hồ chống thấm cực đó bạn, cái này là cái hầm của tôi á. Cái này là cái hầm xe mà hiểu không? Cái hầm xe cái mình trích ra miếng vậy nè, mình làm cái hồ cá đồ đẹp đẽ đó. Đó, ảnh đó. Ảnh đó, nó. Nó mình cho nó uống mát bạn, mà nó không lớn. Thì em hiểu nữa nha. Nó bạn hũ súp nè, đó tùm lum đó, súp xiết nè đó. À cái hũ này hồi xưa này bán nè. Đó, cho cá ăn. Cho cá ăn này nọ. Nói chung là mình giới thiệu cho các bạn, ở bên Bình Tân nó có hồ cá, còn mấy chỗ khác mình sợ quá mình hết dám làm hồ rồi. Hồi xưa nó mơ mộng, nó bay bổng lắm bạn. Mình làm nhà là phải hướng về thiên nhiên nha. Có hồ cá, đâu có cây cảnh đồ này nọ kia. Bây giờ khi mà nó trải qua thực tế là tôi chán luôn. Bây giờ Di Nguyễn trở thành một người nó thực dụng đến mức mà gọi là ghê gớm luôn các bạn. Thực dụng lắm. Nó không còn là cái khái niệm mà mơ mộng thơ mộng vậy đâu. Đó, hồ cá này không biết có lọc nước hay không mà nước nhìn thì kỹ ra. Nói chung á, thì qua video này cũng mong các bạn nào mà chơi cá góp ý dân biên gì nó ngồi sửa hồ cho đẹp chút xíu đi. Chứ nó để cái hồ đâu nhìn giống hồ cá tra quá. Đây, hồ cá coi. Đó, đó là hết hồ tới cây. Qua đây chỉ cho cây, có cây thì ghê lắm nè, đã lắm. Nè, xin giới thiệu các bạn. Đó, cây. Cái này mấy em ở cửa tầng 2, tầng 3 ra quay đẹp lắm. Cái này là cái cây nha. Này là cái cây nha các bạn, đó thấy không, cây nè. Cây này tự nó có luôn, không ai mua hết, không ai trồng hết, tự nhiên nó leo lên, nó làm gì đó. Là một biểu tượng là cũng khá đẹp nha các bạn. Nó biểu tượng nó cũng khá đẹp đúng không, đây là cây. Bởi vậy trong BBT Bình Tân á, là nó vừa có cây mà vừa có con. Mà vừa có cái nữa. Đó bạn, cái là gì? Thôi giờ theo Dương Nguyễn lên tầng phòng gym leo ngoài đó chơi không?
nay nhoi lắm nay, thủ nhi trẻ trâu mới ăn mất tiêu vô sung lắm mẹ. Đi. Ôi, chị tập tới giờ chưa xong nữa hả? Khỏe dữ ta. Ủa ba leo ra, hồi sao leo vô? Ủa ba, hồi sao leo vô mà? Ôi, đụng. Ở ngoài đây nó trơn quá mày, không leo qua được mày ơi. Mà cái lỗ này nhỏ quá, điếp lên cũng nổi nữa. Lỗ này nhỏ, lỗ này bự chút mới được. Thôi kèo khó quá, quay dây bông thôi mày ơi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.